em xin kính chào tất cả các bác đã đến kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video này, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em bên cơ sở 1 các bác nhá. Ok. Vâng, em xin giới thiệu tất cả mọi người, hôm nay về một lô loa kiểm âm chuyên hỗ trợ lời thương hiệu đấy Enpa đến từ Đài Loan, sản xuất theo công nghệ của UK các bác nhá. Số lượng thì không có nhiều, nó chỉ có đâu đó tầm 8 cặp các bác nhá. Hàng về còn nguyên đai nguyên kiện này các bác nhìn này, còn chưa lau chùi gì mà đã đẹp như thế này rồi các bác nhá, đẹp xuất sắc các bác luôn. Vâng, để đi vào cụ thể các bác nhìn này, đây là một dòng loa này treo được để làm được, làm kiểm âm được, coi như đây hai cao kê làm kiểm âm này, và ở đằng sau của nó thiết kế những cái má để bất bích vào để treo rất là tuyệt vời. Và ở dưới chân này nó có cả chân cắm luôn, chân cọc luôn các bác nhá, chân cọc để cắm cọc của để dựng lưng luôn, rất tuyệt vời. Và để không mất thời gian các bác, em sẽ đi cụ thể các bác luôn. Em hỗ trợ đi lần cái loa này, các bác nhìn em xe sâu trong trước các bác nhá. Các bác nhìn này, một cái loa mà nó sử dụng cái phân tần quá khủng khiếp luôn các bác nhá, quá trời là tuyệt vời. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ xả hàng cho các bác giá cực kỳ tuyệt vời. Đôi này là một bát 2 năm một chiếc kèn các bác nhá, một bát 2 năm một chiếc kèn. Rồi đây là Enpa này, Enpa này đặt chứng chỉ là Euro American này. Đấy, công ty này nó là của UK các bác nhá, thương hiệu đến từ UK. Đấy, công suất 150W của bát này và 8 ohm này. Đấy, hàng 2 em này. Đấy, chép này. Em bao zin toàn phần cho anh em luôn, bát 2 năm bao zin cho anh em luôn. Ok chưa các bác? Đấy, bát 2 năm bao zin. Đó, tuyệt vời chưa các bác? Bát 2 năm bao zin cho anh em luôn, chép kèn. Đấy, kèn Cô 250 từ 7 màu các bác nhá. Từ 7 màu. Em bao cho các bác giá của em là giá tuyệt vời nhất cho các bác luôn. Đấy, giá bao cho các bác là cực đẹp luôn. Đẹp chất có thể. Vâng, màng các bác nhìn này, màng cực kỳ là chất cho này, gần dưới này các bác nhìn chưa, gần dưới đẹp chưa, chép kèn này. Đấy, nó các bác nhìn những cái dòng này các bác mừng cho những cái dòng của JB đấy, những cái dòng loa của JB rất là giống thôi nhá. Đó, và cái công ty này nó cũng làm cho la lá gì đấy. Này này, Enpa này, TH đấy kìa. Đấy, dòng này thì nó thật với các bác là quá chất rồi, bát 2 năm đó, bát 2 năm và chép kèn cực kỳ tuyệt vời. Và em sẽ đo kích thước cụ thể cho bác luôn để các bác có những cái thông số cụ thể kích thước. Đấy, cầm đầu, cầm đầu, cầm đầu. Đây, thông số ngang này, ngang là 45 đúng nhá, ngang 45 này. Chiều nghiêng của nó cũng là 45 luôn. Đấy, 45 luôn. Và hướng mở âm lên nó là 25 không nhá, 25 các bác nhìn chưa. Đó, và chiếc đôi này thì em đang bán cho các bác giá là em bao zin toàn phần cho anh em luôn, em trả cho bác một cái giá sập sàn một cái đôi loa đẹp, chất đẹp như thế này, và bao cho bác giá là siêu rẻ cho anh em luôn, 2.8 triệu một đôi, bao ship cho anh em. Ok các bác, 2.8 triệu một đôi bát 2 năm chiếc kèn côn, côn của loa chiếc này là côn 250 các bác nhá, rất là gấu luôn, rất là gấu. Và bát của con này, côn của nó là côn 51 các bác nhá, côn 51 cực chất. Đấy, côn 51 cực chất từ 7 màu luôn, siêu đẹp các bác luôn. Và tất cả chỉ cần lau chùi đi là ok, bao zin bao xịn cho anh em luôn. Đấy, 2.8 triệu một đôi, bao giá kịch sàn cho anh em luôn. Đấy, bát 2 năm chiếc kèn thương hiệu Enpa. Đấy, đấy, tìm cho nghe chưa, và nghe rất là sướng thôi nhá. Đây, chép kèn nó vậy này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, số lượng có hạn đâu nhá, số lượng có hạn thôi. Các bạn nào có nhu cầu thì hú lên cầu đâu nhá, nhớ cực ngay luôn. 2.8 triệu một đôi, bao ship cho anh em luôn, bao ship bao zin cho anh em. Ok cho anh em.